I should go out taking a shower. Oh, there's a living cloud inside my head. I feel as I put myself to bed. Why not? Chào buổi sáng tất cả các bạn. Và video ngày hôm nay chắc là cái video mà mình mong đợi nhất trong 2 tháng vừa qua để có thể đi shoot, là tại vì 2 tháng trước mình đã có cơ hội để pre-order, là một trong những người đầu tiên hoặc là cái số ít được pre-order một cái chiếc đồng hồ, một cái collaboration mà đối với lại mình đó là một cái gì đó của năm 2021. Cái collaboration này là giữa một cái thương hiệu đồng hồ đến từ Thụy Sĩ có tên là Hublot và một người họa sĩ đương đại đến từ Nhật Bản được sinh vào năm 1962 có tên là Takashi Murakami. Và khi mà chúng ta nhắc đến Takashi Murakami á, thì cái điều đầu tiên mà tất cả chúng ta đa số sẽ nghĩ đến đó chính là những cái bông hoa mặt cười có rất là nhiều những cái màu sắc, hay còn được gọi là Kai Kai Kiki. Hublot là một cái thương hiệu đến từ Thụy Sĩ và cái người thành lập nên, hình như ông có tên là, xin lỗi nếu mà mình nói sai, nhưng mà Carlo Crocco, một người Ý. Và cái trụ sở của họ được nằm ở tại Nyon, Thụy Sĩ. Hình như là được thành lập hay là cái sản phẩm đồng hồ đầu tiên được ra mắt vào năm 1980. Thì đối với lại mình á, Hublot là một cái thương hiệu mà, một trong những thương hiệu mà mình cảm thấy là họ stay out of the box. Có nghĩa là họ không có ở một chỗ giữ cái setup mind là tất cả mọi thứ phải là truyền thống, nhưng mà họ muốn mọi thứ nó trẻ trung hơn. Và có thể là bạn đã từng nghe là Hublot loves art, hoặc là art of fusion. Thì đây, 2 tháng trước mình đang ở tại Côn Đảo, đang ở tại sân bay, bay đến Côn Đảo. Thì mình biết được là mình có thể là một trong những người đầu tiên được pre-order. Mình đã liên lạc ở nhà, đi ra ngân hàng, chuyển khoản, đặt cọc 50%. Và đây là cái receipt. Thì đây là một bạn có tên là Châu, thì bạn là người đang handle cái case này, là người giúp mình lấy được cái chiếc đồng hồ này. Thông tin của bạn mình để ở ngay dưới các phần miêu tả. Và đây là một cái receipt mà mình sẽ không biết là phải che cái gì nữa, tại vì quá nhiều thông tin phải che. Nhưng mà đây, nhanh hơn mọi người. Cái receipt mình đã đặt cọc. Và ngày hôm nay á, chúng ta cùng nhau đi đến đó thanh toán các phần còn lại và lấy cái chiếc đồng hồ này. Và đây á, là cái đồng hồ đầu tiên ở tại Việt Nam. Guarantee cái điều đó. Chỉ có 200 chiếc được sản xuất ở trên toàn thế giới mà thôi mọi người. Còn bây giờ chúng ta đang ở tại The Running Bean, uống cà phê, ăn sáng, ăn một cái tô fruit bowl rất là healthy nha mọi người. Còn ngoài ra là uống một cái ly cà phê để bắt đầu một buổi sáng. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở tại cái cửa hàng của Hublot, hình như là ở tại Vincom, được nằm ở trên đường Nguyễn Huệ, phố đi bộ đó mọi người. Lên được gặp lại nhau nha. Và đây là cái chiếc đồng hồ Hublot Fusion, Classic Fusion collab với lại Takashi Murakami. Thì cái đồng hồ này là cái chiếc đồng hồ đầu tiên ở tại Việt Nam, có cái số thứ tự là 76/200 chiếc, limited edition. Cái này là dây cao su, và những cái thông tin của cái chiếc đồng hồ này là được làm từ cái chất liệu ceramic. Lúc nãy em nói là ceramic là nó không phải là sứ. Mọi người nghĩ nó là sứ, nhưng mà cái nó là một cái hợp chất vô cơ. Ok. Và được polish một cái lớp satin, nhưng mà đây chính là satin bóng. Dạ, đúng rồi. Chứ không phải là polish nhám. Dạ, đúng rồi. Ok. Cái rất là tại vì á, ở trên mạng á chưa có ai có
publish về cái chiếc đồng hồ này hết. Do đó thì khi mà nhìn qua ảnh thì cứ nghĩ là cái mặt cười với lại cái hoa sẽ nằm dưới cái lớp kính. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ thì cái mặt cười được nằm trên cái lớp kính, còn cái hoa mới là dưới cái lớp kính. Thì cái đó giống như lúc nãy em nói là nó còn khó hơn để làm nữa. Tiên thấy một cái thiết kế như vậy. Ok. Đồng hồ 12 cánh hoa, 456 viên kim cương đen. Và đây chính là Brilliant Cuts. Thì Brilliant Cuts có nghĩa là một cái hôm qua anh đọc được Brilliant Cuts là một cái cắt để làm nên cái viên kim cương 56 góc cạnh hay như cái nào đó không biết nữa. Nhưng mà cái mặt cười thì có 107 viên kim cương. Cử động nhẹ thôi nó cũng lắc nữa. Oh my god, đẹp quá. Với lại cái hộp á rất là đẹp. Cái hộp lúc đầu á ai cũng tưởng nó sẽ là một cái hộp classic fusion crystal bình thường thôi. Nhưng mà cái hộp này cũng là những cái hộp sorry mọi người. Cái hộp này nó cũng giống như là những cái hộp bình thường nhưng mà có một cái hoa iconic của Takashi Murakami ở trên đây. Có cả những cái glitter nữa. Nhìn rất là hay. Và ở trong có cái gì đặc biệt không ta? Không, cũng bình thường thôi đúng không em? Dạ, sẽ có một cái lớp da và một cái cái gối ra. À quên nữa, ngay cái phần núm á để xoay giờ thì cái này á là được làm thành một cái hình giống như là cái hoa, chứ những cái khác á thì nó không có. Ok. Ngoài ra ở đây còn có mấy cái chiếc đồng hồ khác nữa. Cái này là Rainbow, size 42. Hôm trước thì bạn Châu có gửi cho mình để mình với lại Nui tham khảo. Thì lúc đầu là cái dây multicolor Rainbow, nhưng mà cuối cùng thì đổi qua dây đen nó đẹp hơn. Cho nên bây giờ sẽ chụp hình gửi cho Nui và sẽ có thể gặp lại Châu một lần nữa. Thì rất là tốt đúng không? Nhưng mà xác nhận một lần cuối là đây là cái đồng hồ đầu tiên ở Việt Nam nhưng mà rất là đẹp. Chắc là Tuấn Anh cho anh những cái cinematic shot với lại mấy cái cận phóng sự nha. Ok, đẹp quá. Ok, cảm ơn Châu. Ok, cảm ơn. Ok, xong với lại thông tin chi tiết của thức vụ The Hour Class. Đúng không ta? Đúng rồi, với lại Châu ở dưới phần miêu tả nha. Ok. Ok, cảm ơn em. Thôi không dám đeo rồi, chắc là mình cất vô chính xác luôn.